Hi, và hello anh em, và chào mọi người quay trở lại với channel CZ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review một trận mình đã đánh vậy. Trận này thì mình đánh lúc mình đánh cũng lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ mới có thời gian rảnh mà ngồi làm vid rất là bận. Nhưng sau này không làm YouTuber được nữa rồi anh em ơi. Bận rộn lắm. Bận rộn. Ok, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Thế trận này mình cũng chả nhớ mình đánh gì đâu nên là hãy xem thử xem sao nhé. Cái chữ bùng nổ. Có 2 T có floor này thì anh em sẽ giữ chuỗi thắng thôi. Hai T cũng khá là ngon, là đánh 2 T cũng được. Hình God này bán đi, tốn tiền. Bán sử Gidu đi nhá, chắc là tốn tiền. Mình chắc mình chờ sẽ chờ con Violet hoặc là một con Amelie gió lên 2 thì mình chơi. Sau khi nào lên level 4 thì mình sẽ đánh 3 Noman và một con 2 AT. Tại ra 2 AT 2 đầu game cũng khá là khỏe. Khá là khỏe. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Có Violet 2 này. Mấy ba này à? Master of the secret martial art. Tưởng các bạn kia cũng có phải không có gì lắm. Chắc mình chờ nó con Amelie 2 hoặc một con gì đó 2. Chắc chờ con Amelie 2. Hôm nay mình thắng nữa mình sẽ cho nó con Violet vào thôi. À nó con Hariate vào thôi. Bán nó này này. Chờ được con Amelie 2. Đó, thế có Amelie 2 đó. Thế này thì rất là khỏe anh em. Ba Noman một hai tê thế này luôn được. Ok, bạn kia ăn chơi có vẻ 100 máu cũng có vẻ khá là khỏe. À gặp bạn này thật ba nguyên tố kình ba sát thủ VOT. Ui rồi ôi VOT trượt. Hai tay VOT trượt. Mình nhớ cái pha này. Tay phết. Không ngờ hai con Zil ấy, một con Quillen, một con Lumbua mà nó ăn được mình anh em ấy. À, cũng hơi điêu. Bất ngờ thật. Mày chắc chả giữ làm gì, mình sẽ lên cho đủ tiền thôi. Đồ như thế kia thì cũng chưa biết đánh gì. Chắc phải chờ thêm một hai đồ nữa mình biết đánh gì được. Bỏ nó con Vio đi, lấy con L'Oreal này. Lấy con L'Oreal khá thích. Đầu game mà L'Oreal đánh khá là ok. Còn con Quinlan thì để phòng mình đánh ám hoàng nhé. Feel my heart with song and let me sing. What the sound? Đồ này thường đánh bán thân. Chúng ta đánh bán thân có án gì đó. Thú không giữ lại nhé, chuyện này không đánh thú. Đang để tướng xấu xấu lên phát rồi mày thua một trận lấy cái đồ đẹp xong rồi. Xong rồi vòng sau mình sẽ bắt đầu chơi màu real nhé, chơi thật nhé. Fill my heart with song.
fragrance of romance is truly intoxicating. Truy hồn này, cái truy hồn đồ kia đồ kia, chỗ này đánh á, bán thần được anh em ơi, chờ thêm ra thêm ngọc đại nữa xong đánh bán thần, thấy không? Đấy con level 2 giữ máu được này, mấy con cho mấy con level 2 vào giữ máu thôi, khá là chill. Này mình định ném cho con Quillen nhưng mà thực ra cho con Quillen đứng đây nó cũng nó bút được tí mana, bút tí giáp ảo ok đó, như thế này floor vẫn ulti được luôn, Quillen nó vẫn có thêm tí giáp ảo. Mà thần thường mình sẽ đánh void chứ không đánh trợ thủ. Nhưng mà có cả trợ thủ ở đây thì giữ cũng được. Vân nhỉ. Mình muốn lấy con lau 2 anh em ơi. Đang để con lau 2 gái cũng được. Bỏ con Quinlan đi thì không chơi ám hoàng, xong rồi chơi hai con trợ thủ ấy thêm đi. Này cho lau gánh. Các mình không cần trợ thủ lắm nhưng mà để phòng biết đâu ra trợ thủ trước thì khi mình cũng chơi trợ thủ ấy. Vì trận này đã có cái đồ 40 mana khi đánh bán thần hợp thôi nhưng mà đánh hắc ám ám trợ thủ cũng không đến nỗi nào. Nghe tùy xem tướng ra gì mình chơi đấy. Biết đâu tí nữa là không ra ngọc đại sao? Không ra ngọc đại thì ra đánh bán thần được. Có cả Tulane này. Khá là ổn. Thế bỏ hai bạn này đi nhá. Đánh con Tulane này đi. Cho con Zeal này đứng tạm. Cái này khá là chill rồi. Trực phạt. Quát. Mà knock. Trái có thương. Chơi chill chill quá. Mà đốc bạn này đồ chuẩn phết nhỉ. Đồ, nhiều đồ phết, ui nhảy quá cao phết đấy. Đau đớn đấy, cũng đau đớn đấy. Một lại một lướt, đúng rồi, ok. Chờ thôi, chờ đến 7 lên 8 rồi. 8 xong bắt đầu đi rôn tướng. Như mọi khi. Đổi khả năng này trong Zeal cũng được. Thì xong mình để con floor ở đây thì nó vẫn được xiên luôn. Nhưng mà con Zeal đứng đây là búp được mana cho cả con lau với cả con Tulane. Tục đánh thuẫn. Chắc là cái này thôi. Cho floor thuẫn. Ok, Omen của Zeal có Grug 2. Grug 2 cũng được, chắc không cần con Zeal 2 đâu. Zeal 2 chắc mình để làm cảnh. Hạc ám, cho hai hạc ám vào cái này cũng được cho con floor.
Simon Floor cầm cái đồ này xong đi bộ lên. Đó này. Có hát ám thì sẽ ok hơn là hai nguyên tố, bởi hai nguyên tố thì nó cũng nó bút trong mình nó thôi. Còn bốn nguyên tố thì lại là chuyện khác. Bốn nguyên tố thì đầu game nó sẽ khá là ngon. Trong nào 12 con. Bạn kia đủ nguyên tố kìa, bạn ăn và chơi, bạn mà đầu game bạn ấy cọc vào đầu mình. À đây bạn ấy đây. Đủ nguyên tố rồi cơ. Nguyên tố thì nhà hắc ám lại khắc nguyên tố anh em. Nhà hắc ám lại. Ui không khắc lắm nhỉ, bạn ấy phải phết nhỉ. Lọ này cũng xịn đấy. Sư kinh lau đồ kinh khủng thế. 40 mana này. Này tí nó ném đồ này cho nắc anh em ơi. Cho nắc hai cái đồ này xong rồi nó chém thường mấy tí mà cộng bán thần nó ulti được. Được. Và cái đồ này lết lết ném cho voi. Hoặc thứ hai ném đồ này thì đánh hai bán thần thôi. Nhưng mà có tí có thêm ngọc đại. Thì đánh hai bán thần rồi kẹp con Illu được chơi. Chứ đồ này cũng được. Đồ này thì đánh cho con rồng cầm cái cầm kia. Xong rồi cho con Illu cầm cái đồ 40 mana với cả ngọc đại. Đánh hai bán thần. Cũng ok. Cũng ok. Con này xin luôn. Ngon. Ai à, kinh nhỉ. Someday when I'm fully numb. Không có gì lắm. Chưa ra rồng, chưa ra nắc anh em ơi. Chưa ra Illu, chưa ra gì cả. Nói chung tầm này đang cầm máu. Bạn ấy ra khá nhiều nắc rồi này. Sẽ để một con rat mình được búp tí mana. Được ra con rat mình. Để thế không yên tâm lắm anh em. Đấy này ra nó cũng xin được luôn, nhưng thôi kệ. Con này xin luôn không? Con này xin luôn ra. À không, mình xin trước. Ok. Có một cái mình rất là cấn, mình không biết con Tulane nó ulti kiểu gì luôn. Kiểu như lúc con... Ôi, Flo xin đôi, ngon phết. Như lúc con Tulane nó ulti nó cứ bị trùng với cái con mà... Cái con mà con Flo xiên nhá. Mình không thích lắm, bởi vì con Tulane ulti cũng khá là nhiều đam. Mà nó ulti luôn ấy là không hợp lý lắm. Chưa ra rồng, chưa ra nắc anh em ấy. Voi viếc thứ 6 tu len anh em, đánh tu len nhiều quá. Cái đồ game đánh em đánh bán thần nhiều. Topic. Cho con rat này đi. Đó, con rat này nó sẽ khả năng sẽ vẫn đấm được. Con floor mình thế này nó cũng nó vẫn xiên được. Rat đấm. Tự lau bị bắt lên trên mà không sao. Rat đấm phát nữa này. Rat đấm được phát nữa này. Không đấm được. Tu lên này gánh phết này, tình tụi bạn trên tu lên 2. Mình thấy thì lên tu lên, thực ra lên tu lên 1 ở của Aizenka này. Lên tu lên 1 thôi cũng được anh em ơi. Tu lên 2 hơi tốn tiền. Bởi vì nhớ nhiều lúc anh em chưa chắc đánh bán thần luôn ấy. Chưa chắc đánh bán thần nên là em lên tu lên 2 sớm anh em. Nếu mà bán đi sẽ thoát mất 4 vàng cũng hơi tiếc. Mình hay hạn chế. Mình kiểu mình đánh ra ngoài hạn chế bị thọt vàng một cách vô lý nhất có thể. Nên là thường mấy cái mà mấy con mà tốn mana được không chơi, nhưng mà không chắc chắn chơi. Thế là kiểu đánh thú ấy, mình hay đánh con Yon kẹp với cả Ignite hơn là Senel. Xin nào mà mất 4 vàng, Ignite thì các bạn lỗ 2 vàng thôi. Thế ra lỗ 4 vàng cũng không nhiều lắm nhỉ. Thế ra chơi Ignite 2 cũng được. Ừ, hơi lý.
có rồng rồi, có các thứ rồi, mình thường sẽ tránh hạn ám vậy. Đánh bốn nguyên tố cũng khá phải, nên cái sự bốn nguyên tố về giữ bán thần ấy. Thậm chí bây giờ không cần giữ bán thần, nhưng mà thôi giữ bán thần đi, có con voi nó ulti được. Nó chiêu chiêu vậy thôi. Cái này con rồng sẽ đánh thường một phát là ulti, mà lau lau của nó gánh cũng là gánh. Rồng đang cho truy hồn. Hôm nay rồng đánh thường một phát là ulti thôi, chẳng gì. Xếp gì dị tí đấy. Rồng thổi đẹp này. Đánh thường một phát là thổi đẹp. Bắt đầu rồi. Ôi trời ơi, con này nó cũng... Ôi xí lại nó gánh quá. Chịu. Chịu. Không ra gặp đại anh em, ra mỗi choi. Choi này thích cho con voi đứng lên trên nhá. Bởi vì con voi đứng lên trên thì vẫn ulti được luôn này. Chiêu chiêu vậy thôi. Ziu Shauna 2 có Illu. Tìm thêm con hắc ám nữa mà đánh được Illu anh em ơi. Không có con Arduin nhỉ, không có con Arduin, không có con nắc gì. Thịt thay rồi. Thên mình giữ thêm cũng được. Đó, con thêm đi. Tại gia đình bán thần thứ hai đấy, kia đánh thêm được. Thêm được nhỉ? Để em bán đấy mới tiếc. Đấy là mình nên giữ thêm lại. Tại mình nghĩ chẳng này mình cũng không đánh thêm được, đánh bán thần thì... Chắc đánh bán thần thì em kia mình nghĩ đánh bán thần kẹp thêm khá là ok nhá. Hai bán thần là đã 50 mana rồi. À đâu, là đã 25 mana rồi, cộng với con thêm có sẵn 25 mana nữa là 50 mana. Nửa mana rồi đánh thường nó đỡ đòn mấy phát thôi, nó ulti cái phát này. À đây bây giờ có hắc ám rồi, mình sẽ cho bốn hắc ám vào này. Bỏ nguyên tố đi này. Đồ này đừng cạnh cho con rồng, con này con rồng sẽ ulti được luôn này. Cái đồ... Đồ này thì ném cho... Con voi... Này ném cho con Illu để cho nó đánh thường mấy phát nhé. Từ mới phát xong là nó sẽ ulti. Bởi 80, 80 cộng 35, 150. Hình thưởng mấy phát rồi anh em ơi. Khá là nhìn. Chắc khoảng 2 phát, 3 phát gì đấy. Để anh em tính đam bánh thưởng các thứ nào thì mình có. Sắp tới mình sẽ, à đâu thưa, hôm trước mình vừa làm một clip đúng không? Trước mình làm một clip kiểu hướng dẫn chơi cụ thể từ A đến Z tất cả các tướng ấy, cho anh em ấy. Thì thực ra không phải tất cả các tướng đâu, mỗi tuần mình sẽ ra một feed thôi. Thì feed đầu tiên mình sẽ ra về con Darcy đúng không? Ừ. Đó, thì đó, mình sẽ dần dần làm cái đó. Thì em dần sẽ biết các con tướng này nó đánh thường một phát là bao nhiêu mana, nó đỡ đòn một phát là bao nhiêu mana. Đa phần là mình sẽ làm được ra cái đó. Đó là những kiểu các em bây giờ có thể tính được con Illu đánh thường, nếu mà từng lấy đồ, từng lấy mana nó sẽ đánh thường mất mấy phát, nó chịu đòn mấy phát. Mình tính ra thực ra con Illu nó chịu đòn nó ra nhiều mana hơn cả đánh thường của nó cơ. Đây này, ví dụ như con nắc nó xuống này nó chém này, con Illu sẽ ulti rất là nhanh luôn. Nè, nhiều lúc mình, mà con Illu này máu cũng khá là trâu nhá. Illu 2 máu mình nhớ như cũng 15.000 hay 14.000 gì máu ấy, rất là nhiều máu luôn. Nên thực ra mình nghĩ như nhiều lúc thi thoảng có khi các anh em để Illu lên trên cũng được. Chẳng qua để Illu lên trên thì sợ nó bị ăn choáng thôi, ăn choáng thì nó không ulti được thôi, nhưng mà để Illu lên trên cũng rất là lợi á. Để các bạn đánh thường vào phát là con Illu nó hồi mana liên tục luôn. Là đó, một vài thông tin thêm biết thôi. Thì cái đấy mình sẽ tổng hợp tất cả những cái clip mà mình sẽ làm về tất cả các tướng riêng nhé. Thì mỗi tuần mình sẽ ra một tướng. À đó, mỗi tuần mình ra một tướng thôi. Và mong em ủng hộ. Là mấy clip đấy cũng ngắn thôi, mỗi clip hướng dẫn thì chắc mình làm tầm 5 phút hay gì đó. Mỗi tuần một tướng. Đó, em chơi nào, từ bao nhiêu mana, em xét tướng thế nào, đặt thế đâu. Là mấy cái đấy mình anh em chơi lâu rồi, anh em có khi biết hết rồi, nhưng mà
nhiều anh em mới chơi thì không biết thì mình sẽ làm cho anh bài hỏi. Ok, quay trở lại với trận đấu thì ta có Illu 2. Như vừa nãy mình lắp thấy thằng sao Illu đúng không? Ừ, mình lên được Illu 2. Tại mày anh chỉ chờ một ngọc đại này. Đây này. Nhưng mà nó vẫn không ra anh em ơi, nên là khả năng cái này thì mình lấy nốt đồ cho con, cho con voi thôi anh em ơi. Chắc chả có đồ gì. Có liền cho phong cát nhưng mà không có phong cát luôn. Cho Omen gánh vậy. Cho Illu gánh, bây giờ tầm này vẫn là Illu gánh là chính nhé. Thêm thì cũng cho vào được nhưng mà đang thiếu một slot, thì thêm một slot nữa cho thêm được. Ngon cát trận này không có đồ, ra trận này thêm ngon. Đã vẫn không nên bán thêm đấy. Illu Illu thì mình sẽ thừa đấy này thôi. Mấy con sát thủ bay xuống nó đứng cạnh con Illu nó sẽ chém con Illu để ulti được. Thì quả này hơi lỗi này. Quả này thì con mấy con kia nó không chém đâu, con Illu hơi lỗi rồi đấy. Nakot này bay ra nó phải bay vào giữa. Miễn sao quả này con Zeal nó lấy mất chỗ của Nakot của bên kia. Mà thôi sát trận này cũng ok. Sắp đi. Sắp đi. Đèn lói chói thế nhở. Thì khoảng lâu không quay, máy quay mình nó bị cháy sáng ấy, hay bị làm sao nó bị thế. Không biết là sẽ sao nữa. Trong máy quay cũng cũ rồi. Giá rất nhiều mana nhé anh em, không ra ngọc đại anh em. Lần này mình sẽ ném đồ này cho con Nakot. Ném cho rồng thì cũng không cần, vì con rồng nó có, nó được búp mana của nhà bán thần kia thì nó sẽ vẫn thổi được luôn thôi. Để cho nắc thì nó sẽ ok hơn. Tầm này chắc lên 9 rồi, lên 9 rồi tìm bon cát, tìm lại thêm. Để hơi lỡ tay bán được con thêm hơi tiếc tiền. Hơi cuống. 40 này, 40 80 này, 80 cộng 20 100 này, 100 này cộng 35 là 135 này, 135 chắc đánh thử một phát. Đúng không nhỉ? Alo. 135. Đánh thử một phát. Ờ, đánh thử một phát thật. Đánh thử một phát cũng được em. Không có ngọc đại thì đành phải cho con Illu đánh thử một phát thôi. Trận này kể ra không có ngọc đại nhưng mà trận này mình cũng khá là may vì mình ra khá nhiều đồ mana. Toàn cái đồ mana mà búp gần ấy. À, cũng ok. Xong đời. Tên này. Đó, bà chờ con thêm. À, lên luôn được, lên luôn đi. Lên luôn cho con thêm mà, yên tâm. Men đứng đây, tôi đang đứng đây. Đồ thì đồ thế nào nhỉ? Thế này sẽ có 35 mana là lên 60 chắc là có khi là vẫn ulti được thôi anh em ơi. Mà con thêm này cũng thêm 1 chứ phải thêm 2 nên là cũng chưa cần ưu ái lắm. Cứ để mana kia cho nắc thôi. Này thêm bổ ngon này. Này thêm bổ ngon luôn. Illu ulti là ngon. Ok, nó cót này. Illu đánh thêm một phát rồi ulti. Voi ulti được, quan trọng nhất là con voi phải ulti được anh em. Thêm bổ phát em. Ui xưa bổ cái gì có ý nghĩa coi ấy. Chắc đi kìa. Bụp. Này đi. Này thì này thì lại chưa máu. Nói chung khá khó lường chứ biết ai như thế nào. Cát này. Illu hay làm trận Illu 3 được ấy. Bây giờ thì có con cát mình sẽ cho đồ cho con cát nhé. Cho nó cái liềm tốc đánh này. Không có sách thánh nhưng mà cũng được bởi vì mình có một cái liềm nên mình chẳng đánh cho con này và thay con thêm. Mình sẽ tanh tanh anh em tí. Cái đoạn này có một cái mà mình lẽ là mình nghĩ ra sớm hơn, mình có thể ấy là mình bỏ một con bán thần đi rồi mình cho con một con thêm vào cũng được. Bởi vì con Illu thực ra đánh thường một phát. Không ra quả này bỏ bán thần đi cũng hơi tiếc. Còn bản thân đi con Illu cũng ulti hơi lâu anh em. Còn này Illu nó còn bị ăn, nó còn bị ăn CC của ấy nhá. Ui phải nhái Illu gánh kìa.
Thế thật. Nhưng mà con Ilu ấy nó hay. Cái gì nhỉ? Cái quả này mình cứ để bán thần cũng được, hoặc mình có thể bỏ một con bán thần thì mình cho một con thêm vào cũng được. Bởi vì đằng nào con Ilu nó không multi được luôn mà nó phải đánh thường ấy. Thêm 2 này, ui, ngon đấy. Cho thêm 2 vào. Thêm 2 để cho vào bởi vì thêm 2 nó khỏe hơn con cát. Nhưng mà mình bảo gì nhỉ? Bạn có thể bỏ con bán thần đi. Để các bạn cho cái con ấy vào. Cho con gì vào nhỉ? Cho con cát vào thay một con bán thần. Thì cũng được, nhưng mà Ilu sẽ phải đánh thường thêm. Nếu mình không nhớ không nhầm thì thêm một phát nữa con Ilu mới ulti được luôn ha. Không nhớ ạ, con Ilu đánh thường nó được bao nhiêu mana nhưng mà mình nhớ không không nhiều. Đấy nếu mà bỏ cái kia đúng không? Bây giờ con này con Ilu thiếu 15 mana. Nếu mà bỏ cả bán thần đi nó thiếu 25 mana. Con Ilu mình nhớ đánh thường không được 25 mana đâu. Level 2. Nên nó phải đánh thường 2 phát. Để đánh mấy lúc lên game này đánh thường 2 phát, đánh thường 1 phát nó cũng khác nhau lắm nha. Rất là khác nhau đó. Không ra mana gì luôn. Con cát. Mình có con cát hại không? Giờ này mình chờ nó con đi rắc thôi, cho mình ném cái con von cát lên là xong. Ô có thương này. Thương này lại dí đồ cho rồng. Rồng lại gánh. Này chọn dragon này. Ok. Này cho con ông men. Nắc có thể đứng cạnh Ilu nhá để nó đánh thường một phát. Thên này. Ilu đánh thường một phát xong rồi nó ulti. Rồng thổi được, nhưng mà rồng thổi cũng không ra đam lắm anh em ơi, hơi ít đam. Mình ra con rồng này hơi ít đam. Thên bổ đi em làm gì đi. Ui giời ơi, hơi đi rồi. Thên liềm, hết liềm. Tần này mình chờ đi rắc thôi em. Chờ đi rắc thôi. Ra đổi mana này. Cả một trận không có một ngọc đại luôn anh em ơi. Ảo ma thật sự. Chơi game ảo ma thật sự. Mình thể để đồ, mình để đồ, để thử cái này nhá, xem sao nhá. Thì để cái này nó sẽ là dấu rồng 2 rồi này. Thì rồng sẽ ulti được luôn, Ilu sẽ ulti được luôn. Mình khá chắc là thế, mình khá chắc là Ilu sẽ ulti được luôn. 15. À không, Ilu không ulti được luôn đâu. Hay là có nhỉ? Không, mình nhớ là không. Chắc là không. Xem phát nhé. Ơ không, Ilu ulti được luôn đấy. Có sợ thế. À, tầm cộng 20 mà nó phải cộng 10 đâu. Thì đó cái đó, cái cộng 20 thì con Ilu sẽ ulti được luôn. Nó thừa ra 5 mana. Nó thừa 5 mana. Thừa 5 mana thì nếu mà bỏ bán thần đi thì nó vẫn phải đánh được một phát nên là cũng khá là nan giải. Nên là thực ra quả này mình không cho con Volcat vào thay con Tulen là cũng không sai. Quả này mình cứ phân vân giữa việc mình cho con Volcat vào thay một con bán thần đi không. Tại đâu tính mana nó loãn cả lên một lù nữa này. Này nó lên được cái lũ 3 này. Hết tiền này nhưng không có tiền mà lên. Lily. Muốn cho Lily vào lấy nhốt nhà pháp sư. Ô một thương bắt bên này. Này bắt thương mình anh em ơi. Mình chuồn. Chuồn không được. Mày không biết chuồn kiểu gì cơ mà này. Mày cứ ngồi nghĩ. Mày chuồn này sang đây. Chuồn này sang đây này thì bắt mất con nắp của mình. Này con rồng nó vẫn ulti được. Ilu phải đánh thường một phát. Nó còn này mình cứ bị loạn hết cả lên. Mình chạy sao cũng thắng em. Nói chung đồ cũng phải truy hồn cũng nhiều. Có thắng không nhỉ hay thua ấy nhỉ? Ilu này nó voi miễn nhiễm không chế không. Ui mất truy hồn. Bản này như thua. Này thua. Thua. Đấy đang vội quá không tính mana kịp. Giờ mới nhận.
tôi đếm trả lên hai làm gì có Ilu nữa này. Chắc là bọn pháp sư rồi lấy con Ilu rồi nữa. Tại mình muốn lên Ilu 3 lắm ấy nhưng mà đây một cái thương như thế này thì mình sẽ né này sang đây. Đó con nắp đứng đấy, con nắp đứng đấy là nó yên tâm liền. Nắp đứng đây là yên tâm liền. Mỗi cái thương là hơi bên, ở bên kia nó hơi hơi lỗi tí rồi cái thương. Ui con rồng nó còn thổi ngu nữa. Cay thế này. Nhưng mà chết con Ilu 2 thì cũng ok không sao. Nhưng mà còn cái con rồng thổi hơi ngu thật. Gọi là mình để thương tí bên kia mà anh em. Đã ở đấy thương mà để giữa voi để bên kia á. Chỗ đấy mới hợp lý. Ô Ilu bị thua. À, tầm này đang ức chế mà đấy không không thắng nổi. Mà cũng không lên Ilu 3 nổi, mà cũng không cho được con cát vào. Mà nó không ngon đại nữa. Rất nhiều vấn đề. Không biết giải quyết nào. Ôi Ilu nữa, ui giời ơi, trận này mà không lên được Ilu 3, ôi cay thế nhỉ. Trận này bình thề quả đấy mình chỉ cần nhìn thấy con Ilu vang phát mình bán hai con cát này đi luôn, mình chấp hết luôn. Đây mình về cuối cùng mình nghĩ ra để này này. Thương ở kia. Thêm ở đây, Ilu ở đây này, này 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 thì rồng vẫn thổi được luôn. Rồng thổi được hướng của cái thương và cái con Ilu cũng đi được luôn. Ở đó thấy thôi. Thêm như cũng bổ được luôn hay sao. 20 40 40 cộng 35 cộng 25. 40 cộng 35 cộng 25. Sẽ 40 nhỉ? 60, 60 cộng 35 cộng 25. 110. Ở đó thêm bổ được luôn. Đó lúc đấy mình tính kiểu úp quái lạ sao nhiều mana thế nhỉ, nên mình bỏ một con bản thân đi mình cho con vót cát vào ấy. Đây bây giờ còn này mình cho con cát này, nhưng mà này sách thánh mình cứ choi rất cố lên Ilu 3 luôn hết tiền đó, mình bỏ con bản thân đi mình cho con cát vào đó, mình để con này xuống đáy này, cho này thì cho con cát vượt cho von cát mà liềm cho von cát chả biết ném đồ quái gì nữa. Một cái đồ này mình ném cho con thên được thế thôi hết thương này, bạn này bắt bên kia à, thế này mình con cái thương này mình bắt được con rồng bạn kia kìa. À này để von cát sang bên này à, à này để này à, bắt được con rồng của mình em. Con rồng này cũng hay ho đấy. Nhưng mà mỗi tổ con cát nó xuống đây thì con nó đánh thường con Ilu cũng tìm được nhiều lần anh em. Thế bạn này đen ở chỗ bạn em nghĩ bắt con rồng của mình, nhưng mà thực ra con rồng mình cũng chả có đồ gì. Mình cho con rồng vào cho vui để góc nó thổi đẹp đẹp thôi. Chứ ra con rồng con việc nó đẹp. Con rồng nó không phải đam chính của mình em ấy. Đấy, Ilu mới là đam chính đây. Đấy sức mạnh Ilu đấy anh em ấy. Cứ đánh thường mọi người nó ulti nhiều hai lần liền. Không thắng. Ở đó sức mạnh của Ilu bất ngờ ghê. Thì hôm nào mình sẽ ra clip về hướng dẫn cụ thể hơn về lượng mana mà con Ilu nó nhận khi mà đánh thường là khi nó nhận đam. Chắc mình sẽ ra clip về tuần sau nữa sao đấy không ai biết được. À vậy thôi vì mình đến đây kết thúc rồi, bạn thích kịp trên này like subscribe comment xuống dưới góp ý, các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy thôi, hết rồi. Bye bye.